Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm coin free. Hôm nay sẽ giới đầu tiên sẽ là cái dự án CryptoZone Airdrop Event nhé các bạn nhé. Đây là một cái dự án chúng ta sẽ chatbot này. Một zone thì đang giá là khoảng 0,004, nhưng hôm qua thấy nó lên giá khá là nhiều. Mình sẽ ấn Start nhé. 15 tháng 8 sẽ trả này. Các bạn ấn vào Continue. Cộng cái hai cái số này lại nhé. 22 này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ thấy ở đây đây có nó chỉ có một cái nhiệm vụ là chúng ta theo hai cái group ở trên Telegram và Twitter thôi. Website của họ thì ở đây, mọi người check qua một ít nhé. Don Don tiếp này, đây là một cái coin về game các bạn nhé. Đấy, nó dùng coin này để trả cho những người chơi game hay sao ấy, vì thế cho nên cái giá của nó tăng khá là nhiều. Từ hôm qua đến hôm nay thấy mọi người đăng lên là thấy tăng khá là nhiều nha mọi người. Và đây thì mọi người mình sẽ theo ở bên này tại vì bên này mình đã theo rồi. Đây ở dưới này thì mọi người ấn like và retweet cho lòng một cái nhé. Và profile, mọi người ở đây thì nó yêu cầu các bạn là copy lấy Twitter tên. Mọi người copy lấy tên nhé, dán vào đây. Bạn theo dõi hai cái group này nhé, một cái hai cái group của iRob 6. Aerox 6 thì trước đây mình đã theo rất là nhiều rồi, cho nên là bây giờ mình không cần phải theo nữa. Đấy, các bạn nào mà chưa theo thì theo thôi nhé. Các bạn ấn vào Don này. Tiếp theo là mọi người sẽ copy lấy ví nhé. Chúng ta vẫn sử dụng ví Binance Smart Chain nhé. Nó là mạng BSC nha mọi người. Đấy, mọi người copy lấy ví, quay lại đây dán. How to play, các bạn có thể chơi game đi. Mọi người vào chơi game, thích thì chơi game. Đấy, các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Ở đây cái chương trình How to play How Enter app. Đây app đây, mọi người có thể farming ở đây luôn nha. App ở đây, còn buy thì các bạn buy ở đây. Pancake swap này. Mình thử ấn cái Twitter của nó xem có đúng cái dự án của nó mình đã làm hay chưa. Đấy, đây cộng đồng cũng khoảng 50k, rất là nhiều nha các bạn nhé. Chuẩn chưa, chuẩn chương trình của nó chưa, chuẩn rồi nhé. Đây Aerob Event ở đây nha. Đấy, shop market các thứ này, mọi người vào đây mà connect mà farm nhé, dùng cái những cái ấy này mà farm này. 12.500, chúng ta sẽ check thử xem nha. Mày hiện đi chứ, trời ơi mày ở im vậy. Đấy để tao import cái coin. Ồ, rồi ơi, tăng lên 0,048 rồi này mọi người ơi. Hôm qua mà ai mua được 0,004 thì đúng là tăng 100 lần luôn đấy. Farm. Maisonet. Các bạn connect đến ví này. Tắt từ không. Cái này mình chưa có biết chơi đâu mọi người ơi.
Cái này ấp trứng hay cái gì đấy mình cũng không biết chơi luôn. Ôi 12.500 thì kinh lắm. Hơn 600 USD đấy. Thôi cái này mình không có hướng dẫn các bạn cụ thể về cách chơi và cách farm cái đồng này nhá. Tại vì mình cũng chưa tìm hiểu mà bây giờ cái giá của nó cũng khá cao rồi cho nên là mình cũng chưa không thể chơi được nữa. Random egg. Cái này hình như là mua trứng sau đó nó ấp nó đẻ ra hay sao ấy. Thôi mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhá. Các bạn sẽ nhận được khoảng 1.500 tương đương với khoảng 6 đô nhưng bây giờ khoảng 60 đô rồi đấy mọi người ạ. Đấy, mình sẽ để link bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những dự án tiếp theo.